Sau một hồi tung tăng rượt đuổi thì các bé nó đã chạy về rồi. Trời ơi, nắng quá trời luôn. Còn đi gây lộn những bé cún của hàng xóm nữa mọi người. À, kế bên chỗ Ti là có một bác nông dân đi chích cá đó. Có nuôi mấy em cún nè, cô chú thấy không? Mình đâu có chạy bộ lại mấy em cún đâu. Mấy em cún chạy nhanh lắm, mình chạy mệt lắm. Em nó đã chạy vô trong mái ấm rồi. Chồng Ti đứng canh cửa để mở vô. Trời ơi, nắng quá trời luôn, đi rượt ngoài đường. Các tình yêu của tôi đã vô rồi. Trời ơi, mệt quá rồi, hai đứa chạy vô rồi bà. Bây giờ là trưa nắng gay gắt luôn, nhưng mà may là ở mái ấm á, cây cối rất là nhiều. À, cô chú thấy cây cối không? Nhiều cây lắm nên nó cũng đỡ, nó không có bị nắng gay gắt. Lúc trước có bạn nói là mái tôn á, nó nóng lắm, nhưng mà mọi người nhìn thấy không? Cái mái tôn này á, trước đây khi mà Ti đến đây là nó không có. Xong rồi á, cái mọi người yêu thương mới giúp đỡ, mỗi người một ít Ti mới làm lên được cái mái bự như thế này. Từ tút ngoài đường luôn, đi vô tới trong kia là mấy trăm mét. Mấy trăm mét tôn. Sáng á, chồng Ti đi dọn nhà cho người ta đó. Cái chắc đây là quần áo cũ, người ta cho ảnh chở về để lót cho các bé nằm buổi tối. Bình thường á, là thí dụ như nếu mà xe không đi chở hàng á, thì chồng Ti sẽ mở cửa ra để các con chui vô đây nằm chơi.